Hành trình khám phá Anh, Scotland, giấc mơ cổ tích thành hiện thực. Bạn đã bao giờ mơ ước được đặt chân đến những vùng đất cổ kính, nơi hòa quyện giữa vẻ đẹp thiên nhiên và lịch sử huyền thoại? Chào mừng bạn đến với London, trái tim của Vương quốc Anh. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng tháp Big Ben lừng danh, biểu tượng không thể thiếu của London, tham quan cung điện Buckingham nơi nữ hoàng sinh sống. Hãy cảm nhận nhịp sống sôi động của thành phố từ điểm đến lịch sử này. Tiếp tục hành trình, hãy lên du thuyền trên sông Thames và chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo của thành phố từ dòng sông lịch sử này, thưởng thức khung cảnh lãng mạn và yên bình khi thuyền lướt nhẹ trên sông Thames. Tiếp tục hành trình, chúng ta sẽ đến với thánh địa Old Trafford, ngôi nhà của câu lạc bộ bóng đá lừng danh Manchester United. Cảm nhận không khí sôi động và đam mê bóng đá mãnh liệt tại đây. Hãy cùng tham quan sân vận động, tìm hiểu về lịch sử và những chiến tích lừng lẫy của câu lạc bộ và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Tiếp đến, bạn sẽ được khám phá đền đá Stonehenge, một trong những kỳ quan cổ đại bí ẩn nhất thế giới. Hãy lắng nghe những câu chuyện và giả thuyết về công trình độc đáo này. Đắm chìm trong vẻ đẹp kỳ ảo và huyền bí của Stonehenge, nơi lưu giữ những bí mật từ thời xa xưa. Rời xa London, chúng ta sẽ tiến về Scotland, vùng đất của những câu chuyện huyền thoại. Đắm mình trong vẻ đẹp hoang sơ của vùng cao nguyên, nơi những ngọn đồi xanh mướt trải dài đến chân trời. Thăm lâu đài Edinburgh, một trong những biểu tượng lịch sử của Scotland, tham quan những căn phòng hoàng gia, những bức tường kiên cố và cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ từ trên cao. Đồng hành cùng vua Chip, du khách sẽ nhận được nhiều hơn cả một chuyến đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm một hành trình đầy thú vị và ý nghĩa này. Hãy đăng ký ngay hôm nay để nhận được ưu đãi đặc biệt và tư vấn từ vua Chip.